Đây là bộ bầu cua tôm cá có giá 30.000. Còn đây là bộ bầu cá tôm cua có giá là 3.290.000. Đối với hàng của Thái Công đâu mà đắt không vậy? Phải. Với hai bộ này có gì khác biệt? Hãy cùng Muni check trong video ngày hôm nay nha. Let's go. Chưa mở hộp mà mình thấy cái bát bên ngoài rất là xịn rồi đó. Có tên của thương hiệu luôn. Và đây, tin tin. Wow, đây có lẽ là một trong những cái hộp trò chơi dân gian thôi mà thấy các bác chinh xịn sò như thế này. Chắc có lẽ mình phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để enjoy được cái moment unboxing này quá. Ok. Yeah, và đây là giây phút mà tôi thích nhất nè mọi người, đó là việc unboxing. Nghe nghe chưa? Trời ơi, cái âm thanh thôi đã sướng, rất là sướng rồi. Hàng mắc tiền có khác. Wow, đẹp quá. Oh, rất là tinh tế. Có cái bản hướng dẫn nè. Bản hướng dẫn này có cả tiếng Việt và tiếng Anh luôn nha. Đó, rồi làm sao lắp đặt nữa nè. Ngoài ra thì brand này còn gửi thêm sổ thông tin đó mọi người. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay, bộ bầu cua tôm cá. Wow, đẹp quá. Thiệt là xứng đáng. Ủa? Ủa? Ôi mọi người, đây không phải là một cái hộp bầu cua tôm cá bình thường mà bên trong của nó là một cái hộp đựng mứt Tết nè mọi người. Trời ơi, xịn quá luôn. Hèn chi mà giá 3.200.000. Mà chất liệu thì chắc phải nói. Còn nữa. Trong này còn có thêm một cái túi. Cua tôm cá. Cảm giác như là nghe cái âm thanh này là nghe Tết về rồi đó. What? Xịn sò. Cái dice tiếng Việt còn là gì ta? Xí ngọ. Ok, một cái bộ bầu cua tôm cá này bao gồm hộp nè. Nắp hộp là dùng để chơi bầu cua tôm cá tất nhiên rồi. Hình ảnh rất là đẹp. Màu sắc thì mình cảm giác như là nó giống như là lấy ý tưởng màu sắc của tranh đồng hồ á. Còn đây là 6 cái khay mà chúng ta dùng để đựng mứt Tết. Rồi cái phần mà mình khá là thích đó, đó là cái hộp xí ngọ lắc này nè. Cứng cáp. Thử độ cứng nha. Nghe là sướng tai quá. Thêm vào đó thì hãng cũng rất là chu đáo khi có một cái túi canvas nhỏ nhỏ xinh xinh để cho mọi người đựng những cái hạt xí ngầu này sau khi mà không có chơi nữa, để bảo quản nó mà không để mất. Mình nghĩ mình là một người khó tính, vì vậy mà khi mua bất kỳ món hàng nào thì mình cũng đều tìm hiểu rất là kỹ lưỡng luôn. Và theo thông tin mình được biết thì cái hộp gỗ này nè và cái hộp đựng xí ngầu này được làm bằng gỗ beech hay còn gọi là gỗ dễ gai. Nó được chịu được nhiệt độ nóng ẩm của Việt Nam mình, vì vậy mà mọi người có thể mua về và an tâm là chúng ta có thể để được rất là lâu. Điều đặc biệt hơn nữa là chất liệu của nó không giống nhau nha mọi người. Tuy là một cái bộ nhưng mà cái nắp này ấy lại được làm từ chất liệu jasmonite. Đây là một chất liệu rất là tốt nè, bền bỉ, lại có thể chịu được nhiệt độ cao. Vì sao vậy? Hãng quá rất là tinh tế luôn. Tại vì cái nắp hộp này không những dùng để đậy lại giữ được mức độ tốt mà chúng ta cũng phải xách ra đi chơi đúng không? Chúng ta có thể bỏ nó ngoài nắng này hay là thời nhiệt độ thời tiết khắc nghiệt cũng được, nó vẫn tốt và nó không bị phai màu hình ảnh. Và tiếp theo là gì? Tất nhiên là chúng ta sẽ thử bỏ các bánh trái mứt vào cái hộp này xem nó có đẹp không nha. Cái này nè, cho chúng ta lắc xí ngầu và còn có thể đựng hạt nữa nè mọi người. Hạt dưa nữa, rất là strong. Mình thử bỏ một cái thứ bánh vào cho mọi người xem nha, thấy đẹp không nha. Wow, vừa luôn, rất là đẹp, rộng rãi, thoải mái. Còn có thể đựng hạt nữa chứ. Nhìn thích quá đi. Còn có thể bấm mứt cưng. Ok, vậy là sau khi unbox thì mình thấy rằng cái bộ bầu cua tôm cá này rất là xứng đáng với giá tiền của nó. Và mọi người, nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này có thể tìm trong phần mô tả của video này nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like cũng như là bấm theo dõi kênh để xem những video khác cũng như ủng hộ WeChoose nha. Bye bye.